Rồi ok, xin chào anh em đã đến với kênh GTA Game Mobile của mình và chúng ta sẽ tiếp tục với con game kho báu truyền thuyết bên server Việt Nam nhanh anh nhé. Như vậy là ở trong video ngày hôm qua thì mình đã xả hết cái số lượng vé cũng như là số lượng mảnh tướng để có thể chiêu mộ ấy, ăn được cái event 60 năm và tiến hành là chiêu mộ lấy em tướng Carrot ở trong chiêu mộ như ý về nâng lên 11 sao và chuyển kỹ năng SP anh em ạ. Nhưng mà tuy nhiên là rất là không may mắn ở trong cái buổi video ngày hôm qua thì khi mà còn 27 lần đấy và mình tiến hành chiêu mộ 25 lần rồi đấy, với 20 vé như ý, gọi là chiêu mộ bằng 20 lần bằng kim cương và 5 cái vé như ý, nhưng tuy nhiên là 25 trên 27 vẫn chưa thành công. Và buổi sáng ngày hôm nay anh em thấy là còn 2 cái lần đấy, còn 2 lần nữa để chiêu mộ ra em tướng Carrot, như vậy là sẽ đủ là 99 lần đấy, để ra em tướng Carrot. Nhưng mà đúng thực sự là tính đến thời điểm hiện tại thì anh em có thể nhìn thấy đây, lần này ra đồng đội này, tức là mình đã chiêu mộ đủ 99 lần rồi. Như vậy là con ác bên server 284 này thực sự là rất là đen luôn anh em ạ, rất là nhỏ luôn. Chiêu mộ đủ 100 lần đấy thì mới có thể lấy được em tướng Carrot. Và ở trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nâng cấp em tướng Carrot lên 11 sao và chuyển kỹ năng SP lên SP 10. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi test em tướng Carrot của chúng ta nhé. Ok, đấy, như vậy là đúng 100 lần đấy thì mới có thể chiêu mộ được em tướng Carrot anh em ạ. Rồi, bây giờ thì anh em sẽ cùng mình, chúng ta sẽ cùng đi nâng cấp em tướng Carrot của mình lên 11 sao nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nâng em tướng Carrot của chúng ta từ 6 sao, mình xin lỗi, từ 5 sao lên 6 sao trước. Bởi vì khi mà nâng em tướng Carrot từ 10 lên 11 thì chúng ta phải cần một đấy, copy 6 sao đấy, của bản thân em tướng đó nhé. Hiện nay thì mình đã chuẩn bị đầy đủ phút rồi. Ok rồi, bây giờ thì giây phút chờ đợi đã đến và chúng ta sẽ cùng nâng cấp em tướng Carrot lên từ 10 sao lên 11 sao. Hiện nay ở trong chiêu mộ như ý đang cho hai em tướng là Kaido và em tướng Carrot. Nhiều anh em hỏi ở trên kênh của mình, bởi vì anh em mới chơi con game kho báu truyền thuyết này, mới biết đến, thì anh em hỏi là giữa nông dân và dân cày thì giữa hai em tướng là Carrot và Kaido thì nên chọn em tướng nào, thì mình có thể khẳng định với anh em là 100% là anh em nên chọn em tướng Carrot nhé. Bản thân mình và tất cả các người chơi thì gần như là phải đến 90% là anh em sẽ lựa chọn em tướng Carrot, còn 10% còn lại thì đấy là những anh em có thể là có niềm đam mê đấy với tứ hoàng Kaido của chúng ta. Ok, đây bây giờ thì mình sẽ sử dụng một bù nhìn 9 sao và một em tướng Usopp 9 sao để chúng ta nâng em tướng Carrot lên đến 11 sao. Ok, như vậy là mình đã có em tướng Carrot 11 sao rồi anh em ạ. Hiện nay lực chiến của em tướng Carrot của mình là đang 658.000 so với em tướng Wano Zoro là 661.000, như vậy là chỉ chênh nhau một chút thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đi test trước cho anh em với em tướng Carrot 11 sao, sau đó chúng ta sẽ chuyển kỹ năng SP từ em tướng Wano Zoro sang cho em tướng Carrot thì nó sẽ có cái sự thay đổi như thế nào nhé. Hiện nay thì đối với em tướng Carrot của mình, cái tỷ lệ sát thương bạo kích đang là 228% và tỷ lệ bạo kích là 63%. Mình đang sử dụng một haki đó là liên kích level 4 và nhạy bén level 4 này. Đối với trang bị thì hiện nay mới được 3 cái trang bị 3 sao hải tặc và một kiếm 4 sao thôi. Cùng với đó thì rune hiện nay đang chỉ có rune 4 thôi, một cái sử dụng tinh chuẩn và một cái cuồng độ 20%. Như vậy là cái tỷ lệ sát thương bạo kích khi mà vào trận đánh của em tướng Carrot của mình nó sẽ tăng lên từ 228 lên 248% và cộng với chiến hạm nữa. Ok, đây hiện nay thì đang sử dụng một rune xuyên giáp và một cái anh dũng nữa. Đối với chiến hạm này thì chiến hạm của mình thì hiện nay vẫn đang chưa full, nhưng tuy nhiên là ở đây nó đã có cộng cái tỷ lệ sát thương bạo kích là 20% rồi và bạo kích là 10%. Bây giờ mình sẽ mình sẽ thử tháo cái chiến hạm này ra. Ok, mình sẽ thử tháo chiến hạm này ra để anh em cùng check chỉ số đó. Như vậy là anh em có thể thấy là chỉ số sát thương bạo kích vẫn là 228% và các cái chỉ số của chiến hạm thì khi mà vào trận đánh nó mới cộng nha anh em nhé. Anh em có thể thấy nó chỉ cộng các cái chỉ số về máu và công cơ bản thôi, còn các cái chỉ số về phần trăm thì vào mới cộng. Như vậy là đối với em tướng Carrot của mình, khi mà vào trận đánh cộng thêm với cái chiến hạm nữa thì cái tỷ lệ sát thương bạo kích nó sẽ tăng lên là khoảng 268% nha anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test một chút em tướng Carrot của mình trước. Đấy, test em tướng Carrot 11 sao trước và đấy, mình sẽ test với người chơi God Wild nhé. Người chơi God Wild hiện nay lực chiến team bạn ý là 3.410.000 và như vậy là chênh so với team của mình là 400.000 lực chiến. Hiện nay của mình là đang 3
Triệu Lực Chiến. Tí nữa chúng ta sẽ cùng chờ xem phiên bản Karoth có SP10 của mình thì nó sẽ thay đổi như nào và liệu có làm nên trò trống gì không ở trong cái server 284 này không nhé. Như vậy là kỹ năng 1 của em tướng Karoth 11 sao là 1.4 triệu, so với ở video ngày hôm qua nó dao động trong khoảng 1.3 triệu. Như vậy thì có tăng lên một chút, có tăng lên một chút về cái lượng sát thương trong đòn đánh của kỹ năng 1 anh em ạ. Hiện nay Karoth của mình thì đang bị khiêu khích, nhưng tuy nhiên là trong team thì có em tướng Ivankov. Đấy, khi mà Ivankov sử dụng kỹ năng 1 thì nó tăng công, tăng bạo kích và nó sẽ thanh tẩy các hiệu ứng bất lợi đấy trong team của mình. Ok, đây sẽ là pha ulti đầu tiên của bé Karoth của mình. Như vậy là 1.9 triệu sát thương và nó ulti hàng dọc giữa Kaido và em tướng dâu đen trong team của người chơi God White. Vừa rồi thì em tướng Kaido là gần hết máu rồi, tuy nhiên là nó sẽ có các cái nội tạng đấy, và các cái ấn của các cái con tướng đặc biệt là có khả năng chia sẻ sát thương đấy, đến từ vị trí của em tướng Wanomaku. Do vậy là em tướng Kaido trong team bạn ý thì vừa rồi thì vẫn còn sống anh em ạ. Ok, như vậy là Wano Zoro trong team của mình thì đã lên đường rồi. Mặc dù là Wano Zoro của mình là có SP9 anh em ạ, nhưng mà tuy nhiên là với một phiên bản tướng SSR thì thực sự là nó cái lượng máu cũng như là về cái khả năng chống chịu của em tướng Wano Zoro thì rất là mỏng luôn. Nếu như gặp những cái team nào đấy mà có em tướng Rainen thời trẻ anh em ạ, nếu mình xin lỗi, có Rainen, Silver Rainen phiên bản Minh Vương già của chúng ta ấy, mà nó phản đam thì chắc chắn là cũng one hit là sẽ lên đường thôi. Ví dụ như các em tướng đam như là Kuzan này, Dâu Trắng này, đấy, hoặc là em tướng Katakuri cũng như vậy. Hiện nay tính đến turn thứ 3 thì anh em có thể thấy là trong cả hai team của mình và bọn God White thì mỗi người chơi thì đều đã mất một em tướng, đều mất một em tướng đam. Một bên thì mất Kaido và một bên thì mất em tướng Wano Zoro. Vừa rồi thì ở trong turn số 2 em tướng Ivankov của mình có sử dụng kỹ năng ulti. Trong kỹ năng ulti của Ivankov thì có khả năng hồi sinh, nhưng vừa rồi là anh em có thể thấy là nó lại chuyển sang hồi máu đấy cho con tướng là Wano Luffy chứ không hồi sinh em tướng Wano Zoro. Ở đây thì nếu mình không nhầm thì nó chính là bởi vì lý do là khi mà con tướng dâu đen trong team của người chơi God White nó ulti thì em tướng Wano Zoro của mình bị chết anh em ạ. Do vậy chết bởi đòn đánh ulti của dâu đen thì sẽ không thể hồi sinh nhá. Ok, hiện nay thì cả hai team của mình và team của bạn God White thì đang là 4-4, và trong team của mình thì hiện nay thì có 2 búp và 1 đam và 1 tanh. Team của người chơi God White thì của bạn ấy còn 2 đam, 1 búp và 1 tanh anh em ạ. Không biết là phần thắng và kết quả thì sẽ nghiêng về ai đây. Nhưng con Katakuri của bạn ấy thì mình đánh giá rất là cao, bởi vì con này cái lượng sát thương rất là thấm luôn. Ok, bây giờ sẽ là pha ulti của bé Karoth của mình. Và như vậy thì sau pha ulti vừa rồi thì tiếp tục là bé Mako lại phải bật cái nội tại chia sẻ sát thương cho con tướng là Wano Mako đấy, và con tướng Katakuri trong team của bạn ý. Với hai pha liên kích vừa rồi thì Karoth của mình đã có thể tiễn em tướng Wano Luffy trong team của bạn ý lên đường rồi. Và bây giờ tỷ số đang là 4-3 anh em ạ, 4-3. Đấy, ok, đây sẽ là pha ulti của Katakuri bạn ý. Rồi, trước khi em tướng Karoth của mình lên được SP thì hiện nay là thế trận đang khá là cân bằng luôn. Bây giờ sẽ là pha ulti của Wano Luffy. Như vậy là Wano Luffy của mình sau pha ulti thì đã phải bắt buộc em tướng Mako trong team của God White bật cái nội tại là miễn tử và hồi ngay lập tức đấy, 20% lượng máu tối đa rồi, một cái lượng máu rồi. Và trận đấu của chúng ta hiện nay tính đến thời điểm hiện tại thì team mình thì lại đang có phần là trội hơn một chút anh em ạ. Đấy, với em tướng đam là em tướng đam Karoth, tướng đam UR thì cái thứ tự ra kỹ năng đối với em tướng Karoth đó là 131 đam thường, 131 thì nó đã lợi thế hơn em tướng Katakuri là em tướng đam chính đấy trong team của bạn God White rồi. Bởi vì Katakuri thì có cái thứ tự ra kỹ năng thì nó hơi đuối hơn, đó là 13 đam thường 13 anh em ạ. Đấy thì nó đã đuối hơn em tướng Karoth một chút rồi. Ok, và team của mình thì có em tướng Ivankov vẫn có khả năng hồi sinh nhá. Nếu như Karoth và nếu như Wano Luffy đấy bị chết bởi Katakuri thì Ivankov của mình nếu mà vẫn còn sống thì nó sẽ có khả năng là hồi sinh được các cái con tướng khác. Ok anh em ơi, bây giờ sẽ tiếp tục là đến pha 1.2 triệu sát thương đến từ vị trí đòn đánh kỹ năng 1 của Karoth này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem ấy, trong turn 10 bé Karoth của mình ấy, sử dụng kỹ năng ulti và bé Wano Luffy nó ulti như nào nhá. Và quan trọng là còn em tướng Ivankov ấy, búp công, búp tỷ lệ bạo kích và thanh tẩy để cho con tướng bé Karoth của mình. Rồi, rất là may mắn luôn anh em ơi, vừa rồi Katakuri sử dụng đòn đánh ulti và Karoth của mình thì được cái nội tại chia sẻ sát thương của Wano Mako anh em ạ. Ok,
Thế này thì trận đánh này thì rất dễ là có thể sẽ kết thúc ở tỷ số là hòa anh em ạ, và kết thúc ở turn thứ 15. Bởi vì hiện nay thì trong team của bạn God Wild thì có em tướng Katakuri, thì một mình em tướng God Wild, một mình Katakuri đam thôi. Như vậy là vừa rồi Wanomako của mình tiếp tục là bị em tướng Dâu Đen tiễn lên đường, và Ivankov sau khi sử dụng kỹ năng ulti thì cũng không thể hồi sinh đấy em tướng Wanomako được, bởi vì Mako của mình thì đã bị chết bởi đòn đánh ulti của em tướng Dâu Đen. Đây sẽ là một cái thiệt thòi rất là lớn đấy cho team của mình anh em ạ. Nên là không biết là liệu team của bạn ý có kết thúc được team của mình trong turn số 13, 14 này không. Thường thường thì turn số 14 sẽ là turn sử dụng kỹ năng ulti. Đấy, do vậy thì rất có thể team của mình sẽ thua ở trong turn số 14 anh em ạ. Bởi vì trong team của bạn ý hiện nay thì vẫn còn em tướng Wanomako, một mình em tướng Carrot của mình thì không đủ đam anh em ạ. Hiện nay Carrot 11 sao thì vẫn chưa có kỹ năng SP, thì sẽ không đủ đam để tiễn team của God Wild lên được. Đấy, bởi vì em tướng Dâu Đen hiện nay nó còn đang tích được 5 cái ấn là Dark Power, tức là năng lượng bóng tối. Thì với mỗi cái dấu ấn năng lượng bóng tối này thì con tướng Dâu Đen của bạn ý, ok, như vậy là team của mình đã bị thua ở trong turn số 13 rồi anh em ơi. Và trải qua 13 turn thì anh em có thể thấy Carrot của mình lượng đam rất là cao luôn, đúng không? 17.630.000 MVV luôn, chênh so với em tướng Katakuri khoảng hơn 7 triệu. Rồi bây giờ đấy, như vậy là đã trụ được đến 13 turn rồi, chênh 400.000 rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển kỹ năng SP từ em tướng Wanozoro. Hiện nay Wanozoro của mình SP 10 nhá, và mình sẽ chỉ dừng lại ở SP 10 thôi, chứ không cũng không cần nhất thiết phải nâng lên SP 11. Nếu có điều kiện thì anh em chơi SP 12, để còn không thì mình khuyên anh em có thể sử dụng dừng ở SP 10 ở các cái con tướng UR. Bởi vì khi mà nâng lên SP 11 thì anh em sẽ phải tốn rất là nhiều phút 9 sao. Anh em thấy là tốn 2 copy 6 sao của con tướng đó này và 3 phút 9 sao. Đấy, do đó là rất là tốn luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển từ Wanozoro SP 10 sang cho em tướng Carrot. Nếu chuyển SP 10 và tự nâng thì chúng ta sẽ tốn là 160 đá đỏ và 160 đá trắng nha anh em nhé. Ok. Rồi. Như vậy thì sau khi chuyển sang, hiện nay Carrot của mình đang giữ ở cái mức là SP 4 và mình sẽ tiến hành nâng cấp lên. Đấy, cẩn thận nâng cấp nhầm anh em ạ. Đối với em tướng Carrot thì mình sẽ ưu tiên đấy, bên sao vào Việt Nam thì mình sẽ ưu tiên là nâng mắc kỹ năng 1 của em tướng Carrot của mình nhá. Như vậy là hiện nay anh em thấy là về lực chiến thì cơ bản sẽ không thay đổi anh em ạ. Và hiện nay bé Carrot của mình SP 10 rồi, mình đang nâng với cái chỉ số là 4222 nhá anh em nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng test lại với God Wild. God Wild thì cũng yêu cầu ở trên kênh YouTube của mình là khi mà có em tướng Carrot full SP SP 10 thì lấy team của God Wild để tiến hành test nha anh em nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào test bé Carrot của mình. Ok, rất là thấm luôn, anh em có thể thấy Katakuri của God Wild rất thấm luôn. Sử dụng kỹ năng một xong một cái là Wanomako của mình là phải bật cái nội tại luôn. Ok anh em ơi, anh em có thể thấy là trong cái đòn đánh của kỹ năng một của bé Carrot của mình là đã nâng lên từ 1.4.000 ấy, nâng lên 2.4.000 rồi anh em ạ. Ấy, nâng lên hơn 2 triệu rồi. Anh em có thể thấy là từ một con tướng mà không có SP ấy, nó có thể nâng cấp cái đòn đánh của nó ấy, lên từ 1.4.000 ấy, lên thêm gần 1 triệu, sắp xỉ 1 triệu sát thương nữa anh em ạ. Và liên kích lần thứ hai là hơn 1 triệu 1 sát thương nữa. Như vậy là tổng hai đòn đánh là nó hơn 3 triệu sát thương. Đấy, rất là ok rồi. Đấy, không biết là cái đòn đánh ulti của bé Carrot của mình nó sẽ như thế nào đây khi mà có SP 2. Như vậy là đòn đánh ulti là lên 1.4 triệu. Ok luôn anh em ơi. Đấy, như vậy là đã có cái phần là phấn khởi hơn một chút rồi. Quan trọng là liệu rằng khi mà bé Carrot của mình SP 10 thì có làm lên trò trống gì ở trong trận đánh này hay không. Như vậy là em tướng Dâu Đen vẫn là em tướng mình xin lỗi, em tướng Wanozoro vẫn là em tướng lên đường đầu tiên sau cái đòn đánh ulti của em tướng Dâu Đen anh em ạ. Và em tướng Wanozoro của mình thì sẽ không có cơ hội để có thể hồi sinh và sống lại anh em ạ. Lý do là bởi vì là đã bị chết bởi đòn đánh của em tướng Dâu Đen rồi. Đây sẽ là một cái thiệt thòi khá là lớn cho team của mình. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với pha ulti của em tướng Wano Luffy với 1/3 cây máu cho em tướng Kaido. Nối với Wano Luffy thì muốn gây được cái lượng sát thương cao thì đòi hỏi là nó càng mất nhiều máu thì càng tốt anh em ạ. Đây rồi, đấy 1.2 triệu sát thương. Như vậy ở trong đòn đánh đầu tiên 2.4 triệu và bây giờ thì nó gây ra được cái lượng sát thương là 1.2 triệu anh em ạ. Đấy, ở trong trận đánh này thì hiện nay mình đang tránh em tướng Kẹ, mình đang đưa em tướng Carrot vào ulti hàng dọc với hai em tướng Đam là Kaido và em tướng Dâu Đen.
nếu như trong trận đánh này mình thua thì ở trận đánh sau mình sẽ đổi vị trí của em tướng Marco ấy, cho em tướng Carrot, sau đó để cho Carrot nó sẽ ulti hàng dọc vào vị trí của em tướng Katakuri để xem tiêu diệt đam chính ấy, của người chơi God White trước đấy, thì em tướng liệu mình có sẽ giành chiến thắng hay không nhá. Tính đến thời điểm hiện tại thì team của mình là đang bị thua rồi, bởi vì là đang bị mất một em tướng đạn. Tuy nhiên là em tướng Wanozoro nếu không có SP thì cũng đã không ăn thua ở trong cái trận đánh này rồi, nó sẽ bị thua thiệt rất là nhiều rồi. Khả năng chính là đưa em tướng, nếu như em tướng Wanozoro 11 sao mà không SP thì mình đưa em tướng Sanji Steel Black vào thì hay hơn. Ok, vừa rồi lại là một pha xả kỹ 5-1 của bé Carrot của mình với 2.5 triệu sát thương anh em ạ. Đấy, rất là ok luôn, từ khi mà có SP thì sẽ rất là ok luôn anh em ạ. Rồi, như vậy là Wanomako vừa rồi lại tiếp tục lại phải bật cái nội tại khiên miễn dịch rồi, ở trong nội tại kỹ năng 4 rồi anh em ạ. Katakuri thì khi mà nó tấn công thì nó sẽ gây sát thương cho hai em tướng với sức tấn công cao nhất ở trong team của ta. Ok, như vậy là lên đường rồi. Katakuri thì đã tiễn em tướng Carrot của mình lên đường rồi. Bây giờ thì chỉ đặt hy vọng vào em tướng Ivankov thôi. Khi mà Ivankov ulti và hồi sinh đấy, hồi sinh bé Carrot lên. Và đây, anh em ơi, đáp trả đi. 1.2 triệu, vẫn là 1.2 triệu và vẫn chưa có em tướng Wanomako vẫn bật cái khiên miễn dịch được, và như vậy thì Ivankov lại lên đường rồi. Mình sẽ bỏ qua trận đánh này, anh em có thể thấy là kết thúc ở tôn số 10, và bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại cái đội hình một lần nữa để xem là liệu có ăn được không nhá, để xem là liệu có ăn được em tướng Carrot không, mình xin lỗi, liệu có ăn được em tướng Katakuri của bạn ấy không, với tranh 400.000 lực chiến không. Ok, đây sẽ là trận đấu cuối cùng trong video ngày hôm nay để chúng ta cùng test bé Carrot của mình. Đấy, sơ sơ thì cái lượng sát thương tăng lên như vậy là rất là ok rồi, mình rất là ưng rồi, từ 1.4 triệu lên 2.4 triệu rồi, và tiếp tục là 2.2 triệu anh em ơi. Và một cái điểm rất là ok là vừa rồi Wanozoro ấy, nó sử dụng kỹ năng 1 và đã gây câm nặng đấy cho con tướng Katakuri và cho con tướng Wanomako trong team của bạn ấy rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ nhé, sẽ cùng chờ các cái đòn đánh ulti của bé Carrot của mình để xem liệu có diệt được đấy, em tướng đam chủ lực trong team của bạn ý, đó chính là con tướng Katakuri không. Nào, như vậy là cái lượng sát thương của đòn đánh vừa rồi thì chỉ có hơn 800.000 thôi, rất là thấp khi mà ulti vào đấy, em tướng Wano Luffy trong team của bạn ý anh em ạ. Khả năng là vẫn sẽ chưa ăn được God White, vẫn chưa ăn được người chơi God White đâu anh em ạ. Hồi máu đi, như vậy là nào, tiếp tục đến với pha ulti của em tướng Dâu Đen. Anh em có thể thấy là vừa rồi pha ulti của Dâu Đen chỉ có mấy chục nghìn sát thương thôi, rất là thấp luôn anh em ạ. Và 10 giờ trưa ngày hôm nay thì con game Nhẫn Giả Truyền Thuyết Mobile sẽ chính thức là ra mắt ở bên server Việt Nam do nhà phát hành Gosu nha anh em nhé. Con đó thì con game đó thì nó sẽ chuyên về Naruto cửu vĩ anh em ạ. Đấy, chuyên nhân cửu vĩ hồ Naruto. Đấy, và những anh em nào đam mê Naruto thì anh em có thể là tải game về để anh em chơi nhé. Ngày hôm qua thì mình có đăng một video về trailer của con game là Nhẫn Giả Truyền Thuyết Mobile rồi, và trường ngày hôm nay khi mà 10 giờ ấy, ra mắt thì mình cũng sẽ vào chơi và sẽ trải nghiệm và cũng như là làm video để giới thiệu cho anh em nhé, anh em nhé. Ok, mình thì mình cũng cày hết cái bản là Naruto cửu vĩ anh em ạ. Rồi, như vậy là vừa rồi Wanozoro ấy vẫn là em tướng thí mạng trong team của mình, tiếp tục bị em tướng Dâu Đen trong team của God White tiễn lên đường anh em ạ. Như vậy là mặc dù có em tướng Carrot SP10 với hướng bui là 4222 nhưng mà vẫn chưa thể ăn được team tranh 400.000 lực chiến anh em ạ. Nếu như team mà tranh 400.000 lực chiến mà không có Wanomako thì khả năng là sẽ chén được. Đấy, nhưng mà team của God White thì có Wanomako cũng rất là trâu luôn anh em ơi. Cùng với đó là team của bạn ấy hiện nay đang có 4 con tướng tứ hoàng, mà anh em biết là đối với tướng tứ hoàng ấy, khi đi chung với nhau nếu có Katakuri thì nó lại búp công đấy cho các con tướng tứ hoàng trong team này. Đấy, còn lại ví dụ như là team có em tướng Kaido đấy, Kaido thì nó lại búp cái gọi là cái cấp dưới, cái cấp dưới, cái ấn cấp dưới đấy, cho các cái con tướng sát thương tứ hoàng trong team của ta. Và vừa rồi em tướng Katakuri cũng có, thì đối với cái ấn của em tướng Kaido đó thì như là tăng cả thủ, tăng giảm sát thương cùng các cái đấy, cho các cái con tướng trong team của mình anh em ạ. Ok, như vậy là tính đến thời điểm hiện tại thì team của mình hiện nay là đang thua thiệt khá là nhiều rồi anh em ơi. Ok,
Katakuri của bạn ý thì không có liên kích mấy, khả năng là không được bui liên kích thì sao đấy. Như vậy là vừa rồi là một đánh đánh ulti với 2,2 triệu sát thương, nhưng mà những cái lúc cần em tướng Carrot của mình liên kích thì nó lại không liên kích anh em ạ. Nếu như vừa rồi nó liên kích thì em tướng Luffy ấy trong team của Worldwide thì đã lên đường rồi anh em ơi. Nhưng mà rất tiếc nó không liên kích, và tí nữa nó ulti thì chắc chắn là rất là thấm luôn, bởi vì anh em nhìn thấy là còn có một tẹo máu ở kìa. May quá Wano Luffy của mình thì đang có khiên miễn dịch anh em ạ. Ok, ulti đi nào. Ok, như vậy là hồi sinh Wano Zoro anh em ơi, chứ không phải là hồi sinh Wano Mako. Hình như là vừa rồi Wano Mako bị ulti của em tướng dâu đen nó tiễn đi hay sao ấy. Đấy, và bố Wano Zoro của mình thì vừa hồi sinh dậy thì đã lại tiếp tục lại lên đường rồi anh em ơi. Ok nào. Rồi, đấy, ít nhất thì cũng phải tiễn được một con tướng trong team của bạn ấy lên đường anh em ạ. Như vậy là Kaido là con tướng đầu tiên trong team của bạn ấy lên đường rồi. Và đây rồi anh em ơi. Đấy, như vậy là bé Carrot của mình với một pha đam bạo hơn 2 triệu sát thương thì đã tiễn Katakuri của Worldwide lên đường rồi. Đấy, bây giờ thì 3 đấu với 3. Nhưng mà trong team của Worldwide thì bạn ấy có em tướng Wano Mako. Nếu như Carrot của mình không thể dồn đam được đấy, trong 1 đến 2 turn thì Wano Mako mà nó hồi lại, nó hồi chiêu lại cái nội tại của kỹ năng thứ 4 đấy, chia sẻ lượng sát thương chí mạng thì chắc chắn là team mình sẽ không thể thắng được trong trận đánh này. Và bây giờ thì lại phải chờ đấy, đến cái sự xuất sắc của em tướng Ivankov trong cái team đấy, trong cái turn ulti của nó anh em ạ. 2 triệu mốt sát thương liên kích đi. Ôi ôi, vừa rồi mà liên kích thì có phải Wano Luffy trong team của bạn ý lên đường không? Nhưng rất tiếc là không có liên kích anh em ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta... Đây rồi. Nào, 426.000 và không được anh em ạ. Pha ulti vừa rồi không được anh em ạ. Tiếp tục là 899.000 vào vị trí ulti của em tướng Wano Luffy. Như vậy là cái lượng sát thương nó không thấm anh em ơi. Rồi, dâu đen. Rồi, dâu đen nó quyết định rồi anh em ơi. Đấy, như vậy là team mình vẫn không thể giành chiến thắng được. Đấy, vẫn không thể giành chiến thắng được với team của Godwine anh em ạ. Chỉ có một chút thôi, một chút nữa thôi là đã có thể là gần ok rồi anh em ạ. Rồi, cái này thì sẽ phải tiếp tục điều chỉnh và cái hướng bui cho Carrot để cho nó tiếp tục nó chất lượng hơn nữa nha anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một chút em tướng Carrot của mình anh em ạ. Lực công thì hiện nay chỉ có 81.000 thôi. Level chiến đội thì đang là 284 nha anh em nhé. Ok, rồi video ngày hôm nay của mình thì xin phép kết thúc đây. Xin chào anh em nhé. Anh em hãy like và share, chia sẻ cái video của mình để tới những anh em nào mà mới biết đến con game kho báu truyền thuyết nha anh em nhé. Ok, xin chào anh em nhé.